Duy Cây ơi, Duy Cây, Duy Cây ơi, Duy Cây ơi, Duy Cây ơi, Duy Cây ơi. Quê bãi luôn. À, có donate kìa. Ui, có mẹ ông bố này. Hôm nay em vô chợ anh có dám ý kiến gì cô? Tao. Ủa, đây cho mình xin đồ đó. Không làm mà đòi có ăn, ăn đầu buổi. Từ để ra đuổi em. Đi mẹ mấy sinh vật lộn gì thế này. Ui, đi con mẹ. Đi cây ơi. Mày, mày thấy mấy nhà đen đen không? Hiểu hiểu đầu tròn đi cây ơi. Hiểu. Đấy, nhà mình đâu đâu, đây á, à, đây á. À. Không, đây nhà ai? Đây á, nhà mình đây đúng không? Nhà mình đây đúng không? Ê, thằng nào kia đi cây ơi. Chiến nó. Thằng này này, ơi nó vừa bị ngã này. Mày đã biết, đánh nó. Nó còn ra bên, nó đánh mày chết nhanh hơn đấy. À thế à? Ừ, thôi bỏ đi, bây giờ gà đánh luôn. Mấy thằng trời đéo sấp, đéo sấp, chiếu bỏ mẹ. À, đánh Quang này. Ô, Quang làm gì đấy? Ôi vãi lồn, địt mẹ anh Quang còn giáp rồi, đéo chơi được. Chạy đi. Anh Quang đâu, anh Quang đâu? Tí tí à, tí tí bao thật à? Ê, 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 ê. Mày chém mấy quá yếu máu lắm. Ôi, ôi, chết rồi, chết rồi. Đi cây, đi cây. Bài quá, sơn top, sơn top, sơn top. Đi cây. Bài quá, sơn top, còn 99 máu thôi. Anh Quang ơi. Đừng, em sắp xếp rồi, anh Quang ơi. Đừng. Anh Quang ơi. Em còn 5 máu thôi anh Quang. Anh Quang ơi, đừng. Anh Quang giỏi thì bỏ bộ giáp đấy chơi với em đi anh Quang. Ai lại một người không ấy, một người mặc giáp này. Ê, đưa cho em hồi máu đó anh Quang ơi, em hồi máu đó. Chỉ thể của anh Quang chết rồi đấy. Cay thế nhở. À, có donate kìa. Mày làm sao bán được, anh Quang 3 mấy level. Lên Cao Bằng quê em xin anh đừng làm lạ. Mời rượu cả chung, mời quả cả cây Tết tháng riêng hẹn từ tháng 7 tin nhau không nói nhiều lời. Cảm ơn Minh Anh nha, cảm ơn em. Quả lên anh em ơi. Từ anh ơi, nhưng mà cho mic trong game to lên kiểu gì đấy, chẳng nghe gì cả. Ui, anh độ kìa, anh độ kìa. Mẹ mày, thằng nào làm loạn đây đấy? Không, anh nhìn mấy à? Anh rồi nhá, anh rồi cho em vào team em anh rồi. Quân, ôi, quân gì? Đi ra thôi. Quân gì đã nhiều tướng quân nhỉ anh rồi? Cho em đi theo anh với anh rồi. Ôi, không được, tao chỉ nhận những thằng khôn. Không, em khôn mà, em khôn mà, đây em khôn mà anh, em vừa đi cướp được cả đống đồ của một thằng xong anh ạ. Đây, có cái gì đây? Đưa đây xem nào. Cái lồng gì đấy? Đây là cái quà, coi như quà gặp mặt đấy anh Độ. Cái này treo vào trong nhà đẹp lắm. Này, cầm đi xong rồi ra làng khác gặp mặt nhá. Để bên anh muốn cái gì để em đi lấy về cho anh nhá. Anh muốn đầu của ai, anh muốn thủ cấp của ai, anh Độ ơi. Hay là bây giờ em với anh. Anh bảo nhá, anh bảo đấy ạ. À, bây giờ anh cho mày đánh một trận rồi đi thả mày mà thắng anh thì anh cho mày. Không, em bảo em đánh với anh Quang. Bây giờ anh đồ giáp, anh nhìn em với anh không khác đéo thằng nông dân đánh nhau với thằng ấy không? Quang, đi bạn thể hiện đi. Mà anh phải bảo anh Quang tháo giáp ra. Không, bây giờ chơi như này mày biết đá chưa? Em chưa. Đá bóng nào anh? Đang trốn. À, rồi. Ê, nhầm anh rồi. Rồi, em biết rồi anh ơi. Cắt đồ đi. Ha 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 ha.
mày với tao chưa đá nhau, đi phải chạm 3 trước thì thắng, ok chưa? Chạm 3 trước thì thắng ạ. Thằng kia 3 phát trước là thắng. Ok ok. Ok. Phải mày thắng đi tao cho vào tập còn không bị cút mẹ khỏi đất này. Nhám nhám một trận không anh, nhám thử một trận anh, nhám thử một trận anh ạ. Đéo nhá, phải chơi luôn. Sai chỉ đê. Ôi đi phải đâm. Khó đấy nhở. Một trận mà hôm nay một đều. Ai người đều đá chúng qua. Hết kìa. Đừng làm người yêu khóc dù trong hoàn cảnh nào, đừng bao giờ lừa dối kể là trong chuyện ba. Hai đều. Khó quá luôn, đi về run đéo chịu được cái nhiều, đang đánh giải ấy thì có. Xong nhá, địt mẹ mày. Xong nhá, tao chạm 3 rồi. Đâu, em chạm 3 rồi. Đấy. Đã lúc đó là địt mẹ. Đấy cái đó mà. Cút. Thôi, anh đồ ơi, em chọn. Mọi người giải tán đấy. Anh đồ ơi, em đấy đi, cho em vào đi anh đồ ơi. Em được việc lắm anh đồ. Mày phải cầu xin anh đồ. Được cái đéo lên, địt mẹ mày thua rồi, còn đéo nữa. Đâu, hòa mà anh. Bây giờ mày muốn vào không? Bây giờ ra đây. Mày thấy cái, mày thấy đây bên này. Mày nhìn thấy cái quay tròn nô lệ này chưa? Em thấy rồi. Bây giờ nhá, mày thay thằng kia vào đứng đẩy khoảng 1 tiếng rồi anh cho vào chim em. 1 tiếng á? Cứ đứng đấy đẩy thôi. Đâu thế anh bảo nó đi ra đi để em đẩy cho. Ui, refund gaming anh nội ơi, cho em vào đi. Refund gaming này, em là một phần refund gaming của anh nội. Yeah. Đấy, được rồi đấy, đi kiếm một cái mảnh đất nào đấy làm nhà đi. Tránh xa nhà tao ra đấy. Không, mình phải xây nhà gần nhau để còn bảo vệ nhau nữa chứ. Đây, lên đây, tao chỉ chỗ cho. Anh định đến đúng không anh? À, có donate kìa. Ê, mày thấy cái khu bức đất trống ngay đằng dưới này không? Có một thế hệ chúng tôi những người như ngài. Người Hà Lan mà chẳng nói nên lời. Già xiết mãi suốt đời đôi mắt biết để ngậm mùi thương nhớ Trà Long ơi. Bùi là bắn cung một người mình nhở? Thằng là bắn cung với anh, nhưng mà em đã thấy luôn. Thằng bắn cung đấy, để em sửa cho anh Quang ơi. Ô, có phải thằng đứng trên kia không? Đéo biết em ạ, đéo biết là bắn cung. Trên núi kia. À, em thấy rồi. À, địt con. Anh em đang sửa đâu anh Quang? Đây, chơi ở đây. Đấy, hai thằng mày lên đi, hai thằng mày chơi đủ rồi. Địt mạ, đánh anh tao à? Đâu, xây giường như nào gì cây ơi? Đồ White cần 3 cái này. Brand 2 cái có rồi. Đồ White là mày đi 2 cỏ xong phải. Ê tao được rồi mày ơi, tao được 1 cái thôi, 1 cái bedroom rồi. Trong kho đồ mày. Đây. Không đặt được. Hình như tại vì ở phải đây. Có cái móng hay nào ấy. Không cần. Cái đấy không cần móng. Đây cho ai được này. Đấy, rồi đi. Đi. Mẹ mày đi tham quan nhà đi. Chết rồi anh ơi. Em giết nó rồi anh Quang ạ. Có cái gì hả nhím? Em giết nó rồi. Ok nhá, bảo thằng ZK dẫn đi farm level đấy, level thấp quá. Ok anh ơi. Ô ai đây? Ôi, ở đây được bình bao. Nhầm. Đi, lên tháp quán nhà tao đã xong rồi nhìn vẻ. Thôi đi farm level đi. Tao ở vị trí của tao là ở chiến đấu nhá. Đấy, mày thấy nhà xịn xịn chưa? Bịt mẹ nhà mày ở trên chỗ cái thác này á? Vãi cả lốn. Mày em ơi, đây. Để tao dẫn mày thăm nhà. Được vãi lồn nhờ. Ui, mẹ mở cửa thế nào? Đây là bịt mẹ, để tầng 1 tao để xây làm chỗ ấy thôi. Chỗ mẹ chế tạo đồ thôi, còn bịt mẹ nhà. Nhà tao xây trên tầng 2 hiểu không? Ui được nhờ. Đâu tầng 2 đâu, tầng 2 đâu. Ui có thang máy luôn rồi. Đang xây. Đi mẹ mình chất đấy. Đi chốt thời đại mà. Ê nhưng mà cho tao uống nước được không?
Được không? Mày xuống sông mà uống. Ờ đợi tí, đợi tí, đợi tí. Ui, con đéo nào đây, con đéo nào kia, con chó nào kia. Cái này cái tượng của anh Bảy sao ấy. Uống nước đi bạn ơi. Đây đây, uống nước hả? Khác quá. Đừng có đái, đừng có đái nhá. Rồi bây giờ lên mẹ mày. Mày mày đói bụng chưa? Tao cho mày ăn. Không, tao có đồ ăn rồi, tao có đồ ăn rồi. Ui, đi bẹn tròi xịn lại luôn nhở. Ui, cái đi đấy bẫy à? À cho này bắt cá đúng không? Ui, xịn nhở. Lấy cái này của chip ấy, lấy cá thoải mái ăn đi. Xịn lại luôn. Ui, cái chip bắt được tôm cua này. Ui, tôm hùm kìa. Cua hoàng đế kìa mày, để ăn đi. Tao cay chip cho. Ê, nhảy chip đâu? Chip này, ui, vào chơi không? Nhảy chip đi bẹn khác luôn cái lâu đài không? Ờ, anh chip học trên mạng mà đi. Hai lồn. Anh chip này à? Đây phải chip không nhỉ? Không, cái này là để anh chip. Anh chip là có tên cơ mà. Ui, chip học trên mạng ấy. Phải nhiều đồ đấy. Ui, nó còn kiếm màu xanh này. Cầm thử phát thôi, cầm thử thôi. Hứa, không lấy. Cầm thử xem nào. Sao mày xem được đồ nó, tao đéo nhìn được. À, ui, có donate kìa. Thơ ăn cạc à, đi em thằng lon để tao xem chim mày. Ui, thề cái kiếm này nhìn giống kiểu kiếm hiệp vãi đái. Ê, nhà bên kia có con đẹp búa kìa. Ôi, nhìn con mẹ bán lồn trên nhà của ai đấy. Nhà anh Bảy sao ấy. Ơ, từ, để tao bò lên xem vào. Ui, để bị bò luôn. Đánh nó đấy mày. Bảo nó bố cột cho mày đi. Wow. Hello. Đi. Từ, để tao nói chuyện với em ý đã. Để tao nói chuyện với em nhảy đã. Mày có yêu rồi. Ê, làm nào để mò nhanh hơn là gì coi. Kéo được. Ê, kéo tao lên, sắp hết rồi, tao đi nào, gì coi ơi. Mày đâu? À, tao lên rồi. Hey, can you boost for me? Hey. Ui, khẩu vị anh Funky được phết nhở. Ê, vào xem nhà anh Funky như nào nhở. Ui, nhà anh Funky nhiều nô lệ thế. Nhà anh Funky ở trên đồi đấy. Nhà này nhà anh Bảy. Mẹ ba đứa xoay một cái trục luôn này. Ui, ôi trời, có ngựa này, DK ơi. Ngựa của Ali, chị ong nâu. Ngựa của Bảy, đây rồi, thế chị ong nâu là của mình. Wow. Bảy của cao leo ơi. Hai ngựa đó, đi mẹ về đi ngựa trong nhà luôn ạ. Ê, mở cửa có ra ngoài được không? Ui, nhà Bảy cao thế, 4 tầng luôn kìa, đúng là đại gia. Ui. Ê, lên đây ngồi bé ơi, lên đây ngồi ngập đi chơi nha. Xuống ngựa kiểu gì? C Ui, nhà anh Bảy xịn đã. Rồi. Đến tập trưởng đây. Ui, nhìn đấy, bắt đây nhà ai đây, nhà anh Chíp à? Mà là nhà anh Chíp à? Thôi. Đâu, đi lên tiếp đi. Từ ta mang ngựa xuống đã. Nhớ trả được chỗ không thì mẹ mẹ anh Bảy cạo lốc chim mày đấy. Đương nhiên rồi, thì người ta chơi, người ta phải có trách nhiệm chứ. Tao phải làm thêm mấy cái đuốc lửa nữa thì mẹ để buổi tối giường tao chơi cũng... phải có trách nhiệm chứ các bạn. Đấy. Nó hiện lên. Xong rồi trồng đâu lên thằng thượng xem như nào. Nhà mình phải trồng thêm mấy cây nữa. Rồi mẹ em có cây hữu tình. Ê, ngựa chạy lúc thúc kìa, thằng lồn nhím này. Đâu? Tao thấy con ngựa chạy kìa. Đi mẹ đi đâu? Đi ôn cặc à, đi mẹ chạy ra khỏi ngoài trời rồi kìa. Mày tìm xem trong nhà còn đâu. Ơ, đi mẹ sao nó lại theo tao? Đây này, nó đây này, đi cây ơi. Ôi thôi, xong bú mẹ lồn rồi. Đi mẹ xong rồi, bây giờ phải làm nào bây giờ? Sao? Từ từ nhá, để thử trèo qua bên kia xem nó có đi sang bên này không. Ơ, nhưng mà nó bị lag mà mới ra được đây đấy chứ. Tối đấy. Kiểu con ngựa nó bị tê lê sang ấy, game lỗi vãi lồn. Ờ.
một con tắc kè hoa không? Thể xuống tầng 1 xem nào, xem có thể ngựa không? Xong phải rồi, phải không, rồi. Nhưng mà con ngựa vừa đấy nó bị lag, mày hiểu không? Tao để... ơ! Ê, nó chui đây rồi, mày ơi, tắt follow anh bấm nút nào. Đã biết, mày phải đầy máu sao ấy. Tắt follow anh bấm nút nào nhở? Tao đã biết nha. Ê, ê, không phải, nhầm, tắt bấm nút nào, E à? Đâu, E là cưỡi mà. Phải giữ E chứ gì. Ôi dồi ôi, đấy, đi tại mình nhiễu. Nhiễu lắm cơ, được chưa? Mình đã bảo rồi, cái gì cũng có cách giải quyết các bạn. Đừng mà vội. Đây, đây, địp mẹ mai mới nhét được con ngựa vào. Đi bạn ơi. Rồi bạn thích làm gì? Bây giờ làm gì để lên level nhanh để có đi một bộ áo giáp tướng quân y hệt anh độ. Đấy, xong rồi tao với mày sẽ kiểu lên nắm quyền đấy mày hiểu không? Em sẽ lật đổ chính quyền. Bây giờ phải đi đánh nhau với lên tấn cách, nhưng mà đánh nhau với mẹ yếu lắm, mình kéo đánh được. Bây giờ là tao có kỹ năng, tao chỉ cần cái thanh kiếm này thôi. Hây dạ. Hây dạ. Ôi đi. Ui, sao xém mày mất có một máu vậy? Để biết cục gì bé yếu hơn hay sao? Đi. Ê, có con hiêu đầu chó này đi cây ơi. Thế đi, mày có đấy đeo đánh mày. Có, địt mày với nó dí tao vãi lộn đi. Đây này, đi cây ơi, ra đánh con này cùng tao đi cây. Đợi tao lấy cục gì ra, đợi cục gì ra học rồi. Ôi, địt mẹ đi cây ơi, hai con dí tao đi cây. Thôi để tao nhặt tao. Ui, Pokemon. Đâu anh Quang đâu, Quang trước mặt mình nghe. Đây à? Đi. Đây này, trước mặt tao này. Từ để tao ném quả cầu. Ui, để tao ném quả cầu Pokemon giúp anh Quang. À, có donate kìa. Ước gì có một dàn máy để chơi game như A. Đồ đi chìm. Mà đít mẹ mày độc chết mẹ mày rồi. Hồi máu mà, cái đấy hồi... Địt con mẹ tao mà chết thì hôm nay thằng Dím địt đã xác định luôn. Cái này là hồi máu mà anh Quang. Độc này. Cái này là hồi máu mà. Dính độc này. Độc. Dính độc hồi cũng cứt đi. Ôm. Khó luôn. Đấy, em vừa giết được người cho anh rồi nhá. Giết được cái thằng ở đây này. Ui. Địt mẹ ra đây là độc à? Địt mẹ cái thằng anh vừa đánh ngất đấy, đừng có giết nó. Hai thằng đi farm nốt đi. Anh đánh hết mấy con khỏe rồi, mấy con yếu rồi, đi farm nốt đi. Con ác thế, mẹ thật nửa người người ta này. Lồn nhím. Ô, phải đeo đôi được. Thằng lồn nhím. Gì vậy? Địt mẹ cái con nô lệ của anh đang định bắt về mày ném quả lồn cho mọi người, nó chết mẹ rồi này. Em có làm gì đâu. Địt mẹ nằm ngửa rồi này. Vào đây. Con Captain này anh bắt về để đánh nhau mà. Thế à, thế để em bắt anh con khác nhá. Địt mẹ, tí nữa mới spawn lại. Không sao anh ơi, để tí đây ộp chim em bắt anh con khác nhá anh Quang. Cay vãi lộn, địt mẹ hiệp đánh từ tối rồi. Điêu vãi lộn. Mẹ hai. Ui, địt mẹ nhìn cái thằng đá này giống cái thuyền vãi đái nhở các bạn nhở. Đúng không? Các bạn có hình dung giống mình không? Tưởng tượng giống mình không? Đây này anh em nhìn giống cái thuyền không? Đẹp thực sự. Đâu đây tảng đá có phải cái thuyền đâu. À đâu? Ờ nhở, địt mẹ hình như đây là cái thuyền thật. Hello. Các bạn đã được thăm nhà anh Độ chưa? Các bạn được thăm nhà anh Độ chưa? Để mình cho các bạn xem nhà anh Độ với cả nhà mình nhá. Mình với cả anh Độ ở chung. Bọn mình đã xây dựng ngôi nhà đấy từ lúc mà mở cái game này đến bây giờ. Mở cái server này cho đến bây giờ. Đâu nhỉ? Ui, đây là nhà anh Chip nhá các bạn. Thề đéo khác gì là phải cái lâu đài luôn. Đây, DJ Chip. Đấy. Ui, thì phải quả cổng. Thì phải lại học trên mạng. Thề. Chả hiểu sao ạ. Suốt ngày học trên mạng. Đây thằng nào nhỉ? Đây phải Chip không? Ui đúng, DJ Chip. Nhân Chip đang khát nước thì phải. Nhân Chip uống nước.
Hãy tiến lên, còn có Pokemon. Ui, như vậy đây là acid à? Eo ơi, chip đáy đầm, đéo chơi với chip nữa. Cái chip đáy đầm kìa các bạn ơi, cái chip đáy đầm này. Để không chơi với chip nữa. Đây để sang nhà, đây là nhà ai ta? Đây là nhà ai nhỉ? Thì phải sang nhà ai nhìn đẹp này. À đây, nhà anh độ. Ai đây? Mẹ theo luôn ạ, nô lệ để theo. Thế đây là áp bức bóc lột. Đây là áp bức bóc lột sức lao động của... What the fuck? Ui, đẹp thực chú. Chạm, đấy chạm. À, có đồ nét kìa. Ủa. Anh Nhiếm chơi rồ gì ngon thế chỉ chỗ e với. Phải xin anh độ cái con táo này mới được. Con táo này hợp mình đó. Mình mệnh thủy nữa. Hay là mình kiểu lấy con táo này xong cho anh độ cái kiếm xịn hơn nhở? Ủa. Ai đây? Thằng nào đây? Temeship Breaker. Ui chỉ huy à? Ui. Anh độ ơi các bạn ơi, có lên được ngủ cùng anh độ không nhở? Double bed là dành cho hai người mà đúng không? Bấm nút nào để ngủ cùng nhở? Bấm nút nào để ngủ cùng ta? Ui, Captain Pew Pew. Oh my god. Có bé tí. Ui, sao bắt được con này vậy? Thì phải thề lần đầu tiên mình thấy con hổ hổ trắng này ở trong này đấy. Ui, thề đẹp đéo chịu được. Thì bạn từ từ phải làm một cái ảnh đã. À. Rồi để mình an. Ơi, mình chụp ảnh với con hổ này đã. Xong mình sẽ khoe với bạn bè đây là con hổ mình mới bắt được. Ok. Ui, mình vẽ góc phải đẹp đéo chịu được. Đây. Đấy. Đúng rồi. Chưa bạn. Rồi. Rồi. Đấy. Còn đây là... Đây sẽ ảnh lấy được thủ cấp của anh Độ. Đấy. Đấy. Rồi, chụp ảnh. Ok. Thôi. Chạy. Đâu. Mẹ trước khi anh Độ dậy. Ui, mẹ. Có ông nhớ, có ông còn bắt mẹ nô lệ xong rồi nhảy trên này mẹ cả ngày cơ. Đây này, đấy các bạn thấy không? Thực ra là mình cũng kiểu chơi với anh em ấy thì mình bình thường lắm, nhưng mà nhìn cái cách mà mọi người đối xử với con người ấy, đấy các bạn thấy không? Bắt người ta nhảy giữa trưa nắng này. Đấy, quần áo thì kiểu không cho mặc đầy đủ này, xong rồi da đen hết cả lên ra. Đấy, các bạn thấy có thương không? Các bạn thấy mọi người đối xử với con người này. Đấy, bắt người ta nhảy mặc trong khi chả có ai cả, chả có khách đến. Cho người ta mặc thiếu vải. Đấy, xong chỉ cho người ta làm thôi, lúc nào cũng làm, chưa còn không cho người ta nghỉ cơ, lúc nào cũng chỉ làm thôi, không cho ăn. Thương thực sự. Cái này nhà của ai nhở? Ô, ai ngủ đây?
Ui Alicia mèo. Ui thôi. Em không làm gì nhá, anh Bảy ơi. Em không làm gì nhá. Đây nhà ai? Đây nhà mình đúng không nhỉ? Nhà mình với anh Độ này. Đó, đây sẽ là cổng chính. Đấy. Ok. Rồi, thôi, mình ra bên giường của mình đây. Đấy, nằm đây để canh chừng cho anh Độ. Thank you.